với cả suy tim thì bên cạnh việc phân loại theo các giai đoạn thì các bác sĩ cũng có đề cập đến việc suy tim trái, suy tim phải. Trong suy tim thì lại dựa vào triệu chứng cơ năng để phân loại là suy tim Nia độ 1 hay độ 2, hay là dựa vào phân suất tống máu trên siêu âm tim để xác định đây là suy tim có phân suất tống máu giảm hay có phân suất tống máu bảo tồn. Việc phân loại suy tim trái hoặc phải góp là do các nguyên nhân khác nhau. Ví dụ các nguyên nhân của suy tim trái là các cái bệnh lý của mạch vành, các cái bệnh lý của cơ tim, các tình trạng viêm cơ tim do bệnh lý chuyển hóa. Nguyên nhân của suy tim phải là các tình trạng bệnh lý van tim, các bệnh tim bẩm sinh, các bệnh lý của hô hấp như COPD, bệnh lý phổi mãn tính. Cần trái tim khỏe để yêu thương, nhưng theo thời gian trái tim cũng sẽ dần suy yếu. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày. Ích Tâm Khang giúp ngừa nguy cơ suy tim, giúp giảm đau thắt ngực, mệt mỏi, ho phù, khó thở. Ích Tâm Khang cải thiện tuần hoàn mạch vành. Ích Tâm Khang tăng cường sức khỏe trái tim.